Chả chả hay cho cái cá gan làm sao dám hiên ngang thả đi giữa đường, nhưng cớ sao vợ ngồi yên cho nó quả sức nhìn ngắm dòm ngó đồ quý của tôi sao mà đem khoe giữa đường giữa làng. Cầm tức hay các phường dám ngô không 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 vợ không ngồi yên thì thấy con dê hả hê ngắm nhìn, vì biết em là thằng con gái thì phải sao tiếp một